Thì trước tiên các bạn sẽ phải là găm điện cho cái đốc sạc này các bạn này. Đây, thì găm điện chúng ta găm vào cái điện trực tiếp là 220V luôn bằng cái dây nguồn đi theo máy đó. Đấy, thì chúng ta sẽ găm điện 24/24. Thứ nhất là để cho con robot nó có thể định vị được vị trí của cái đốc sạc. Bất kể lúc nào nó có điện thì nó mới có thể định vị được. Và khi mà đang trong quá trình làm việc thì nó định vị và nó trở về đốc sạc, nó sạc pin và đồng thời là nó sẽ tiến hành đó là giặt khăn lau thường xuyên nếu như các bạn cho nó lau nhà. Đã bơm sẵn một cái bình nước vào đây rồi này các bạn. Đó. Chúng ta bơm nước lọc các bạn nhá. Nước này là nước lọc. Nếu mà chúng ta dùng nước máy thì có thể là nó sẽ có cặn và nó cũng gây ảnh hưởng tới cái con robot này. Chúng ta chỉ dùng nước lọc sạch thôi hoặc là những cái nước chất tẩy rửa chuyên dụng. À, các bạn pha thêm những nước tẩy chuyên dụng nhưng mà phải là của hãng cơ, đề xuất cơ. Đó, thì nó sẽ đảm bảo an toàn cho con robot nó hoạt động. Thì chúng ta bơm đầy nước vào bình này. Còn cái bình đựng nước dơ thì các bạn cứ để trống như thế này, nó sẽ hút nước dơ lên vào đây. Hai cái bình này nó đều có thể tích là 4 lít. Đấy, và nếu như các bạn bơm đầy bình này thì nếu các bạn lau nhà diện tích 200m² thì chúng ta cũng sử dụng tầm 2 đến 3 hôm các bạn mới phải bơm thêm nước sau. Rồi và chúng ta đậy cái đốc sạc này xuống này. Thì các bạn thấy ở trên cái đốc này nó sẽ có 3 cái nút nhá, 3 cái nút cảm ứng luôn. Thì cái nút ở giữa là cái nút cho robot đi ra khỏi đốc sạc, nó làm việc. Đó. Và đồng thời nếu như nó đã đi ra khỏi đốc sạc rồi, nếu như các bạn nhấn cái nút này nữa thì nó sẽ đứng yên lại, hoặc là nhấn thì nó sẽ đi tiếp tục làm việc. À, phía bên trái đây là cái nút tiếp nước các bạn này. Đó. Cái nút có cái hình giọt nước đây. À, ví dụ như robot nó trở về cái đốc sạc rồi, nó sẽ tiến hành nó tự giặt khăn lau nếu như các bạn muốn nó giặt thêm lần nữa, hoặc là các bạn tiếp thêm nước để cho nó giặt nhiều hơn, sạch hơn thì các bạn sẽ sử dụng cái nút này. Còn cái nút bên phải đây là nút cho robot trở về đốc sạc. Đó, robot đang làm việc bên ngoài, các bạn muốn gọi nó về đây thì các bạn có thể là nhấn cái nút này. Đó, thì chúng ta có thể nhấn nút này hoặc nhấn trên cái màn hình điện thoại kết nối, hoặc là chúng ta nhấn trực tiếp ở trên con robot cũng được. Thì chúng ta có 3 cái phương thức để cho robot trở về đốc sạc. Đặt robot ngoài cái đốc sạc và bây giờ mình sẽ nhấn cái nút cho nó trở về đốc sạc ở trên cái đốc này. Đây, mình sẽ nhấn một cái. Đó, thì lúc này robot nó sẽ thông báo là nó trở về trạm sạc. Nó nói hết bằng tiếng Anh các bạn ạ. Đó, thì robot nó sẽ tiến hành nó là quét và định vị cái vị trí của đốc sạc. Nó sẽ xoay một vòng. Lúc này là cái cảm biến laser ở trên con robot nó đang hoạt động đó các bạn. Nó đang quét cái không gian. Đấy các bạn, thấy nó sẽ, đây là cái tiến trình nó sẽ trở về vị trí đốc sạc này. Tìm định vị và nó sẽ tìm một cái hướng thẳng, một cái phương thẳng để nó đâm thẳng vào trong cái hốc sạc luôn. Mình nghĩ là nó đã định vị được đốc sạc các bạn đó, và nó đang tiến thẳng về đốc. Các bạn thấy là nó sẽ xoay ngược lại kìa, nó sẽ xoay hai cái miếng khăn lau, nó sẽ xoay cái hướng ngược lại để nó tiếp xúc đúng vào cái vị trí để nó giặt khăn lau. Đấy, nó đã lên rồi các bạn. Đấy các bạn, sau khi robot nó trở về đốc sạc nhá, đó thì nó sẽ tự động xả nước và tự giặt khăn lau luôn. T10 Omni cũng giống như X1 Omni các bạn, nó sẽ có hệ thống cảm biến dơ ở trên cái khăn lau á. Nếu nó cảm thấy là cái khăn lau đã dơ, đã đủ cái độ dơ của nó rồi và nó phải cần giặt thì nó sẽ xả nước và nó tự giặt luôn. À, đây là cái chế độ tự giặt khăn lau của nó, tự giặt xong và tự sấy khô và làm ẩm lại khăn lau đúng như cái cài đặt ở trên cái phần app của các bạn. Và nếu như các bạn muốn nó giặt thêm một lần nữa thì chúng ta cũng có thể tự chọn giặt thêm, chế độ giặt thêm ở trên app luôn. Đó các bạn, đây là cái quá trình nó đang giặt khăn lau, nó xả nước xuống dưới và hai cái miếng khăn lau của nó đang xoay tròn và có những cái tia nước ở phía dưới nó phun lên để nó làm bung ra hết những vết bẩn bám trên cái khăn lau. Là cái quá trình mà giặt khăn đã xong rồi và đây là cái quá trình nó sẽ là sấy khô. Rồi các bạn, robot nó đang đi ra khỏi đốc và tiếp tục làm việc. À, tất cả những cái quá trình của nó như là giặt khăn lau này, sấy khô và làm ẩm lại cũng như là diệt vi khuẩn, khử khuẩn, nó đã được làm một cách rất là trơn tru và gọn gàng trong vòng tầm khoảng là 1 phút rưỡi các bạn nhé. 1 phút rưỡi cho đến 2 phút là nó đã làm xong cái quá trình này rồi.
Và các bạn thấy thì đây là cái độ ẩm của khăn lau mình đang để là rất là ướt luôn này, độ ẩm cao. Đấy, tại ra là nó sẽ làm ẩm đúng như cái độ ẩm mà các bạn cài đặt. Với một cái công nghệ lau nhà mới bằng cách là giặt khăn lau thường xuyên thì chúng ta thấy được là cái quá trình nó lau nhà của nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với những cái cách lau nhà truyền thống của những cái dòng robot trước đây. Các bạn thấy là hai miếng khăn lau của con T mới nó sẽ xoay tròn này và đồng thời nó miết xuống cái sàn nhà. Đấy. Việc đó là giặt khăn lau thường xuyên thì sẽ tránh đi cái hiện tượng đó là làm dơ lại cái sàn nhà giống như là những cái dòng robot trước đây. Đấy. T10 Omni thì vẫn được lập trình một cái hệ thống di chuyển rất là thông minh, đó là nó sẽ đi cạnh tường men theo một cái khu vực làm việc trước và sau đó sẽ trở về cái một cái vị trí và nó sẽ từ cái điểm đó nó sẽ đi theo đường zig zag ngang và dọc. Bằng cái cách di chuyển này thì nó sẽ không bỏ sót một cái vị trí nào ở trên sàn nhà cả. Đấy, gần như là nó sẽ làm rất là tỉ mỉ và cần mẫn từng vị trí một. Với một cái bề mặt sàn không quá dơ thì chúng ta chỉ cần cài đặt cái lượng nước là hơi ẩm một chút thôi là ok rồi. Mà sàn có những vết bẩn nó nhiều hơn thì chúng ta có thể chọn cái chế độ là nước độ ẩm cao thì nó làm sạch kỹ hơn một chút. Các bạn thấy thì nó đang di chuyển đường zig zag rồi các bạn. Đó, nó sẽ đi zig zag dọc. Nếu như các bạn vừa để chế độ vừa hút vừa lau thì cái chổi nó sẽ vừa xoay và hai khăn lau nó cũng xoay để nó lau nhà. Vừa hút vừa lau. Các bạn có thể là chọn cho cái chế độ lau riêng thôi thì nó sẽ không hút, hoặc là các bạn muốn cho nó hút riêng á thì chúng ta sẽ không lắp hai cái miếng khăn lau vào trong con robot. Với lực hút là 5.000 PA thì các bạn thấy nó gần như là vết bẩn nào thì nó cũng đều hút gọn gàng bên trong hết. Một cái phân khúc robot giá tầm 20 triệu thì các bạn thấy là một sản phẩm cực kỳ thông minh rồi, được trang bị nhiều chức năng và tính năng thông minh và hỗ trợ cũng là cực kỳ tốt làm việc nhà. Nếu như trong quá trình nó di chuyển nó gặp vật cản thì nó sẽ né ra một bên và tìm hướng di chuyển khác, tại vì là xung quanh thân của robot nó có cái cảm biến laser, nó đã quét được những cái vật cản rồi, nó sẽ né ra tránh đi cái sự va chạm. Với những cái dòng robot trước đây thì các bạn thấy là nó có thể va chạm vô nó bắt đầu tìm hướng di chuyển khác, còn đối với con này thì không nhá, nó sẽ tầm 5 cm là cái khoảng cách đó là nó đã tránh ra và nó di chuyển hướng khác rồi. Cùng theo dõi được cái quá trình mà nó lau nhà như thế nào nhá. Ở một cái góc máy như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mặt dưới của con robot. Rồi các bạn, chúng ta thấy là hai cái khăn lau nó xoay tròn kìa. Với cái tốc độ là 170 lần trên 1 phút các bạn nhá. Đó là cái thông số trên lý thuyết. Đó, nó xoay tròn. Vừa xoay vừa miết xuống cái sàn. Đó. Các bạn thấy gì, những cái vết bẩn nó đã được lau rồi, tương đối là sạch rồi và nó sẽ đi lại một lần nữa. Đó các bạn, đó. Chúng ta thấy là nó xoay tròn như vậy thì những cái vết bẩn nó đã được đánh đều ra và nó lau gọn lại. Lau gọn lại và nó sẽ được hút vào trong cái khăn lau. Đó. Và với việc là nó giặt khăn lau thường xuyên thì chúng ta không sợ là cái vết bẩn, những cái vết bẩn nó bám trên khăn lau nó dây ra lại trên sàn, đúng không các bạn? Bởi vì nó đã giặt khăn lau thường xuyên rồi. Đấy các bạn, cái cơ chế làm việc của nó là như vậy, hai cái chỗ cạnh nó sẽ xoay hút bụi, còn hai cái miếng khăn lau tròn thì nó sẽ xoay và nó lau nhà như vậy. Nhấn vào cái nút này này. Đấy. Đấy các bạn quan sát này. Khi mà mình nhấn cái nút đấy là nước ở trên cái bình chứa nước sạch nó sẽ được được rút xuống đây này. Rút xuống cái khoang để nó giặt khăn lau này. Đấy. Quá trình nó làm việc nhá thì nó sẽ tự động, hoàn toàn tự động hóa hết. Và cái cảm biến cái khăn lau á, nếu nó cảm thấy là cái khăn lau đã dơ quá, nó tự động nó trở về để nó giặt và nó sẽ quay trở lại tiếp tục làm việc.
Đó, chúng ta cùng quan sát đó là nó sẽ tự động nó về nó giặt khăn này. Như vậy là chúng ta hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta rời khỏi nhà thì nó hoàn toàn có thể là tự biết xử lý những cái trường hợp, những cái vấn đề. Đó, nó quay lại và nó sẽ giặt khăn. Đấy các bạn. Đó, trước tiên là cái quá trình nó sẽ hút bụi từ trong cái hộp bụi nhỏ trong robot, hút lên cái túi bụi ở trên đốc sạc. Đấy, chúng ta nghe một âm thanh rất là lớn, đó là âm thanh nó hút bụi. Đấy, và tiếp theo đó là chúng ta nghe thấy tiếng nước. Nó đang xả nước từ trong cái bình chứa nước xuống cái khoang nước để nó giặt khăn. Được bơm ở trong cái bình nước ở trên đây, trên đốc sạc bơm xuống dưới. Đó. Trong cái phiên làm việc của nó thì nó sẽ có rất nhiều lần nó sẽ trở về và nó làm cái quá trình như thế này. Nó giặt khăn thường xuyên để đảm bảo cho cái hiệu quả lau nhà nó được tốt. Đấy các bạn, robot nó sau khi nó giặt xong xong thì nó sẽ tự động đi ra này. Đấy, và tiếp tục cái quá trình nó đang làm dở.